Ôi cái ớt hiểm ở đây cũng quá trời trái luôn nè. Ôi mà ớt hiểm chỗ này dễ thương quá à, trái nhỏ 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 dễ thương ghê. Đâu? Đâu đâu con? Là chim ăn nè. Xin chào các bạn. Cái món gỏi cuốn thì chắc ai cũng biết làm cho nên Natha không cần giới thiệu. Hôm nay Natha sẽ giới thiệu hai loại nước chấm rất là đặc biệt để góp phần làm cho cái món gỏi cuốn của mình thêm đặc sắc nha. Chiêu muối. Mặn mặn ngọt ngọt. Vậy bao nhiêu giấm ta? Nửa chén giấm không? Nửa chén. Nửa chén giấm ha. Chừng 2 muỗng canh nước lạnh. 2 muỗng canh nước lạnh. Vậy là mình pha chua chua ngọt ngọt. Sắp mình bỏ vô cái nước giấm đường. Giấm đường nãy ha. Để vô mắm vô đồ mình ăn này. Rồi chị làm này nhiều quá. Thấy rồi. Ăn em làm á. Cái bỏ để vậy nè. Cái chừng ăn cơm á, cái nước mắm gì đó ăn đúng ăn gì đó. Sáng là ngồi xuống lấy lửa lấy gạo. Đó bà bán á. Ừ. Vì con xe cái bà kia phải chạy xe, bà cũng tấp vô, bà mua rau, bà đụng vào đầu xe, ngã chút xíu nữa là gãy xương sống rồi. Ủa rồi. Chứ chợ đó không gửi xe hả? Vô thẳng vô luôn. Ừ, vô thẳng vô luôn, gửi xe. Chợ nó bán nó không có thứ tự nên phải là đi chạy vòng 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 tìm cái này chỗ này chỗ kia vậy đó. Nó giống chợ trời á phải không? Ừ, nó có thứ tự. Chứ nó không có ngồi sạp. Gỏi cuốn là không thể thiếu giá với cái hẹ ha. Thì cái to để hồi mình rắc mặt, cái nhỏ mình lâm nhuyễn mình bỏ vô tương. Cái tương này gỏi cuốn quan trọng là cái nước chấm á. Chấm không ngon. Mà không ngon ha. Làm gói gỏi cuốn ngon thèm nữa. Chấm không ngon. Cơm quá, chưa nhỏ hạt cơm này. Vậy là gồm có tương đen nè. Đậu phộng dễ nhuyễn nè. Bơ đậu phộng. Vậy là nó vàng nhắc xuống. Cái này 230g, 800g tương á. Xíu bột ngọt ha. Không ai hay ai không ăn bột ngọt khỏi để luôn. Ít đường hả? Đừng nhỏ nhỏ đường. Bơ đậu phộng nè. Muỗng ăn canh bơ đậu phộng á. Chưa tới nữa. À nửa muỗng. Sống chơi hết luôn đi. Từ từ đó vậy. Có bơ đậu phộng nhưng là nó ngon mà nhờ bơ đậu phộng đó nha. Không có là nó không ngon phải không? Hai muỗng, hai muỗng canh, hai muỗng canh cho nó lỏng ra ha. Vậy là 4 muỗng canh nữa. Nói chung mình thêm sao nó vừa ăn á. Cỡ muỗng bơ đậu phộng cho nó ngon. Lửa không có cao lắm. Vừa chưa? Vừa ngon rồi hả? Ngon mình cho đậu phộng giả thật là nhuyễn ra ha.
không? Đúng rồi, hơi đặc á. Thơm. À, tương cay ngon quá. Thêm muỗng từng ớt vô. Cay ngon. Nó ra màu đẹp nữa. Màu thơm quá. Vậy là cái này muốn ăn cay nhiều bỏ tương ớt nhiều nha. Thử coi cay chưa. Miếng nữa đi. Nó chịu ăn cay. Ngon, bỏ từng ớt vô ngon. Rồi ngon rồi đó. Ngon 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 quá. Để hai con. Vậy là mình làm một phần mấy trái thơm chị? Một phần tư. Chắc cỡ phần tư, phần tư ha. Còn lại ăn. Chấm muối ớt ăn hết sảy á. Để tủ lạnh ăn, lạnh lạnh ngon. Nãy chị làm mấy trái ớt, mấy trái tỏi? À, trái ớt. Ba trái ớt, bốn trái tỏi, bốn tỏi nhiều trái thơm. À, mắm nem này phải tỏi nhiều ha, ớt nhiều nữa. Ớt nhiều nha. Ăn thêm có say kìa. À. Vậy là mình mua cái mắm nem nào cũng được ha. Hoặc nhiều xíu. Còn này ngọt xíu. Hai muỗng đi. Hai muỗng nhỏ này. Hai muỗng nhỏ này các bằng nửa muỗng kia. Này là nước nè, nước thơm hồi nãy vắt bỏ vô nè. Hai muỗng canh á, này muỗng cà phê cho lên nó gấp đôi. 7 muỗng cà phê đi. Ừ, 7 muỗng cà phê đó, khoảng 2 muỗng. Cỡ 2 muỗng canh á. Nãy lấy đường phèn. Đường phèn ăn với chua ngon. Đường phèn mà bữa hôm bà Tám bà làm gỏi, trời ơi ngon, kinh khủng, gỏi càng cua á chị. Hai trúc nửa chai này. Một chai với nửa chai với chút xíu rồi. Vậy thôi khỏi lấy muỗng quất hết một chai. Chai này, hết một chai nữa. Chai này coi bao nhiêu. Lắc lên. Chai lắc lên ha. 100g à. À 100g ha. 100g à. Chị hết một chai này luôn. Trong đây nó có ớt hả? Không. Có gì đó. Con mắm đó. Nấu. Nấu cho nó tan. Mình nấu cho nó tan đường á. Được rồi. Được rồi ha. Ống này cay lắm đây. Cay em hả? Ống đây đã cay rồi. Ờ. Để nấu cho sôi lên là xong ha. Thơm với ớt mình bỏ vô luôn. Nhắc xuống mình bỏ vô. À, thơm quá. Cay lắm nha. Xong. Xong rồi. Thơm quá. Thịt để mình ăn loại trứng. Cái này nước sôi mình bỏ vào mình luộc thịt nha. Chị mới trở mặt á hả? Vậy là cũng phải cỡ 15 phút á. Chín rồi. Thịt thì bỏ tôm. À, tôm. Cho cắn ra. Ừ. Ngâm nước cho cắn. Cái này phải rửa đá nè, nó giòn nó ngon. Rửa đá. Ồ, chín rồi đó. Đỏ đẹp chín rồi đó. Tôm này nhanh chín. Chính này cái món ăn rồi ha.
đá chả trắng. Vô đó là mình có gỏi cuốn ăn rồi đó. Cuốn này rất nha. Thả nước vô để thịt lên. Cho rau đủ loại vào luôn. Giá luôn. Rồi để lên. Để bún lên, mình dùng cái bún nhỏ cho nó ngon. Quấn chặt lại. Gấp chặt hai bên mép. Bỏ hẹ vô. Để tôm lên. Rồi quấn chặt lại. Quá. Rồi chấm ăn thôi. Bún tới tôm luôn. Để bên luôn hả? Múc tường cái là thơm ha. Kèm khoanh ớt luôn. Cho miếng nước nước dỗi này đi. Ướp ướp cho nó ngon, nước này bỏ vô chua chua ngon lắm. Đó, ướp ướp. À, hấp dẫn chưa? Tương rất là ngon. Đậu phộng nè, ăn thử tương như thế nào. Béo thiệt là béo luôn á. Béo vô bơ đậu phộng á. Đậu phộng nữa nè. Tương nữa nè. Chua chua ngọt ngọt. Rất là ngon luôn. Để dưa rói nhiều quá. Thích ăn tương nhiều hơn. Thử một cuốn nha. Một cuốn rất là to tướng luôn. Cứ như vậy ăn thôi. Cái gỏi cuốn này khỏi nói luôn rồi. Rau nhiều, bún nhiều, tôm nhiều. Đó. Tương rất là béo. Vừa ăn, không có mặn nha. Mình ăn thử cái này mắm nè, mắm thì ngon không? Thường là nhiều người thích ăn mắm hơn á. Mắm đó nên ăn dễ, ngon hơn. Thơm mùi mắm nè, mặn nè, chua chua của thơm mà. Mà nó cay quá. Cay xé lưỡi luôn á. Ăn gỏi cuốn này mà chấm mắm nè, phải ăn lia ăn lịa luôn á. Còn chấm với tương á là ăn từ tốn. Ngồi ăn từ từ nhâm nhi. Cay quá. Không thể nào mà ăn từ từ được. Mà cái mắm này ngon quá. Cái mắm này nhờ mình chấm rau mình ăn cũng ngon. Cái tương này mình ăn nó không có ngọt gắt mà rất là ngon, mà ăn ít cho nên nó không đủ phê. Phải để lên vậy nè, ăn vậy nè, bỏ vô miệng ăn mới đã. Bình thường ăn gỏi cuốn là thích ăn mắm nêm hơn. Mắm nêm hôm nay rất là ngon, nhưng mà đặc biệt cái tương này quá tuyệt vời luôn á. Cay cay, ngọt ngọt, chua chua, và đặc biệt là rất là béo. Béo của bơ đậu phộng mà béo của đậu phộng giã nhỏ nữa, gà giã nhuyễn á. Cho nên rất là ngon. Các bạn nhớ làm thử nha. Bảo đảm là ăn là ghiền luôn á.